Xin chào các bạn đã đến với Thuận Cáp ở ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì thường từ công ty về cũng khá dễ, nhưng mà cũng có một số tài liệu và tin tức thường muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Trước hết thì chúng ta sẽ nhìn vào coin Market Cap ngày hôm nay thì các bạn sẽ thấy được là phần đông những đồng lớn là không di chuyển nhiều. Các bạn cũng có thấy là trong cái top 10 này ngày hôm nay là phần đông các đồng lên xuống không tới 1%, ngoại trừ là đồng Binance Coin ngày hôm nay đã lên 11,03% và giá cả hiện bây giờ cũng là 11,03 đô la cho một đồng Binance Coin. Và các bạn thấy được là tổng số vốn hóa của đồng Binance là 1,5 tỷ Tổng số vốn hóa của đồng Tron cũng là 1,5 tỷ Sự khác biệt giữa đồng Tron với đồng Binance Coin là chỉ có khoảng là 33 triệu Và đây là một khoảng cách không lớn ở trong thị trường crypto Cho nên đồng Binance Coin hoàn toàn có thể giữ vị trí thứ 9 và để đồng Tron qua vị trí thứ 10 nếu như mà đồng Binance Coin tăng lên một chút nữa Khi mà chúng ta nhìn vào những đồng nào mà lên nhiều nhất ngày hôm nay Thì các bạn sẽ thấy được là ngày hôm nay đồng lên nhiều nhất Tiếp tục là đồng ABBC đã lên 110%, đồng này ngày hôm qua các bạn cũng đã nhớ đã tăng lên và đồng Steam kế đó là lên 20,56%, đồng đứng hàng thứ 41 và đương nhiên, Binance Coin đứng hàng thứ 10 chúng ta mới vừa nói tới. Còn khi mà chúng ta nhìn vào những đồng nào mà xuống nhiều nhất trong thời gian 24 tiếng đồng hồ vừa qua thì các bạn sẽ thấy được là trong cái top 100 này không có đồng nào gọi là xuống nhiều ngày hôm nay. Các bạn thấy là đồng Riven chỉ xuống có 5,63% đồng Pundiac thì xuống có 5,18% và khi mà chúng ta nói tới tổng số vốn hóa hiện bây giờ là 130 tỷ thì cũng tương đương như là ngày hôm qua phần trăm đồng Bitcoin là 52% so với tổng số vốn hóa của cả thị trường này nói về tin tức ngày hôm nay thì các bạn thấy được là đồng XRP đã chính thức lên trên sàn Coinbase.com cái đây khoảng chừng 2 ngày thì chúng ta nhận được tin tức là đồng XRP đã được lên trên sàn Coinbase Pro và một số bạn hỏi thuận là tại sao không thấy đồng XRP ở trên ứng dụng Coinbase Tại vì các bạn cũng đã biết là trước hết là phải được lên trên sàn Coinbase Pro Sau đó chúng ta mới thấy được là đồng XRP ở trên sàn Coinbase Và bây giờ các bạn thấy được là ngày hôm nay chỉ trong vòng có 2 ngày thì đồng XRP đã được lên trên sàn Coinbase và bây giờ mọi người có thể là mua và bán đồng XRP sử dụng ứng dụng của Coinbase nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào giá cả của đồng XRP trong thời gian 2 ngày vừa qua khi mà tin tức này được đưa ra là sẽ được lên trên sàn Coinbase thì mình thấy được là mới đầu chúng ta cũng đã nói tới là có cái sự tăng mạnh về mặt giá cả nhưng mà ngay sau đó mình thấy được là đã trả về hầu như là trả về như cũ và trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua thì phần đông là đi hàng ngang cho nên mình thấy được là lên trên sàn Coinbase đã không đạt được cái sự tăng trưởng về mặt giá cả như là cộng đồng XRP mong muốn Kế tiếp thì chúng ta hãy nói về đồng Ethereum Các bạn đã thấy được là ngày hôm nay, dự án Ethereum đã kích hoạt cập nhật Constantinople Harford Và có một trang web các bạn có thể lên để mà xem chi tiết về cập nhật Constantinople này Các bạn thấy được là hiện bây giờ ở trên estat net Các bạn thấy được đây là hoạt động của cập nhật Constantinople Bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục chờ thêm nhiều nô no nhưng người ủng hộ cập nhật này nhưng mà hiện tới thời điểm bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy có bất cứ dấu hiệu nào cho là đáng lo ngại Và khi mà chúng ta nhìn vào giá cả của đồng Ethereum Thì các bạn đã thấy được là ngày hôm nay sau khi mà kích hoạt cập nhật Constance Noble Khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ của đồng Ethereum và đồng USD trên sàn Coinbase Thì hầu như là không có liên quan tới giá cả Các bạn thấy được là giá cả vẫn đi hàng ngang như là những đồng lớn ngày hôm nay Và khi mà chúng ta nhìn vào một số tài liệu được chia sẻ ngày hôm nay Thì có một số bạn có thể là cảm thấy là không hiểu tại sao một số trang web lại nói là chúng ta có hai half fork Ethereum. Half fork đầu tiên chính là Consensus chúng ta đã nói tới và cái đó là Saint Petersburg. Lý do đây là chúng ta cũng đã biết tới là cách đây khoảng chừng là một tháng khi mà cái tài liệu liên quan tới cái lỗi của mạng lưới của Ethereum mà lưới thử nghiệm Constantinople được đưa ra thì lúc đó chúng ta cũng đã biết là cái lỗi này đã được nói tới trong video ngày hôm qua đó chính là cái lỗi các bạn nhìn thấy trên màn hình là 1283 như mà nào mà không rành thì ngày hôm qua thường có đăng một cái video Như mà nào mà có hứng thú thì trên màn hình sẽ có một cái link để các bạn xem video ngày hôm qua thì khi mà cập nhật Constantinople được kích hoạt cập nhật này là vẫn còn là năm cái đề xuất được kích hoạt nhưng mà các bạn cũng đã biết là chỉ có bốn cái đề xuất sẽ được tiếp tục chấp nhận tại vì đề xuất 1283 đã hủy bỏ cho nên sau khi mà cập nhật Constantinople tung ra năm đề xuất thì ngay sau đó cái hạ kế tiếp là hạ phục St Petersburg sẽ được kích hoạt để mà xóa đi cái đề xuất 1283 mà chúng ta mới vừa nói tới. Cho nên một số trang web của mình thấy được là để là ngày hôm nay chúng ta có hai cái hạ phục nhưng mà cả hai đều liên quan tới nhau. Một lần nữa như bạn nào mà muốn biết thêm chi tiết liên quan thì cập nhật Consensus Noble này thì các bạn nên xem video ngày hôm qua. Trước khi mà chúng ta tiếp tục, nếu như mà các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và hãy đăng ký vào kênh để giúp đỡ kênh tiếp tục phát triển. Tin tức kế tiếp chúng ta sẽ nói tới là một tin tức mà thường cảm thấy là có rất nhiều người quan tâm tới Đó chính là tài liệu liên quan tới cá voi Và chi tiết hơn là có một số bài viết được chia sẻ ngày hôm nay Là theo thống kê thì trong vòng 2 tháng vừa qua 100 cái ví mà lưu trữ nhiều đồng Bitcoin nhất đã cộng thêm được là 150.000 đồng Bitcoin tổng cộng Có nghĩa là trong thời gian 2 tháng vừa qua đã có thêm 150.000 đồng Bitcoin được mua về và để vào những cái ví này Thì trước hết là chúng ta phải cần biết là trong bài viết này nói là 100 cái ví này là không phải phải là 100 họ trừ ra năm cái ví đầu tiên tại vì năm cái ví đầu tiên là của các sàn giao dịch thực ra có một trang web mà thường cũng đã chia sẻ trước đây cho một cái video và tài liệu tương tự thường cũng đã chia sẻ trước đây liên quan tới các cá voi đang làm gì trên màn hình của các bạn có một cái link chỉ như bạn nào hoặc hứng thú để mà xem cái video đó và khi mà chúng ta qua trang web bit info chart các bạn thấy được là trang web này có một cái thống kê là những cái ví nào lưu trữ như đồng Bitcoin nhất Thì các bạn thấy được là trong cái top 5 này thực ra trong top 10 cũng có khá nhiều cái ví là của sàn giao dịch như là các bạn thấy được là cái ví đầu tiên thì bây giờ là có khoảng 130 000 đồng bịch con tổng cộng tương đương là 497 triệu ví này là ví chứa lạnh của sàn Bitrex cái đó ví thứ nhì các bạn thấy được là có khoảng 120 000 đồng bịch con tổng cộng tương đương giá trị hiện tại là khoảng 457 triệu ví này là ví của sàn bịch ví chứa lạnh và kế đó các bạn thấy được là ví thứ ba là của sàn Bittstem khoảng 108 000 đồng bịch con tổng cộng ví thứ tư là của Hoa 108 000 đồng bịch con tổng cộng Ví thứ năm thực sự ví thứ năm và ví thứ bảy là của sàn Binance Những sàn như là Hobby, Bitstamp, Bitfinex, Bitrex cũng có rất nhiều ví khác nhau đây chỉ là một trong những ví mà họ lưu trữ tiền nhưng mà trong bài viết này họ nói là họ sẽ không quan tâm tới năm cái ví đầu tiên tại vì năm cái ví này là của sàn giao dịch họ sẽ tính 100 ví kế tiếp có nghĩa là ví thứ sáu tới ví 105 thì khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu họ chia sẻ thì họ đã nói là trong thời gian hai tháng vừa qua 100 cái ví này đã mua thêm 150.000 đồng bitcoin tổng cộng và tổng cộng thì bây giờ 100 cái ví này lưu trữ là 2,29 triệu đồng BTC và sau đó thì bài viết này đi vào một số chi tiết liên quan tới cái sự mà phân phối đồng Bitcoin ở trên mạng lưới thì chúng ta cũng đã từng nói tới tài liệu này nhưng mà nào mà có hứng thú thì một lần nữa hãy xem video thường chia sẻ trước đây thì các bạn thấy rất rõ ràng là có một số lượng nhỏ ví lưu trữ phần lớn tất cả các đồng Bitcoin như là bạn thấy được là cái hàng từ trái qua phải là bao nhiêu đồng Bitcoin trong ví bao nhiêu địa chỉ ví phần trăm của địa chỉ ví bao nhiêu đồng Bitcoin tương đương giá trị USD là bao nhiêu và phần trăm lượng coin ở trên thị trường và các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào phần trăm ví thì các bạn sẽ thấy được là không tới một phần trăm của tất cả ví hiện tại lưu trữ là khoảng 88 phần trăm của tất cả đồng khoi và trước đây khi mà chúng ta nói tới những cái ví này thì chúng ta không nhìn vào ví trong thứ 100 thật ra chúng ta bắt đầu từ là ví 101 nhưng mà nào mà đã xem video đó thì cũng đã thấy được và chúng ta đã cùng nhau xem xét khoảng chừng là 5 cái ví coi coi trong thời gian mà một năm vừa qua năm cái ví này là mua hay là bán thì hôm nay chúng ta hãy nhìn lại năm cái ví này cái ví đầu tiên các bạn thấy được là còn 9.424 đồng Bitcoin tổng cộng thì cái con số này cũng như là con số chúng ta chia sẻ cái đây khoảng chừng 2 tháng cái ví này hiện bây giờ các bạn thấy là không mua mà cũng không bán đã bắt đầu là từ tháng 10 năm 2017 và mua cái số lượng là 9.424 đồng và cho tới thời điểm này vẫn chưa bán mặc dù là giá cả lên xuống khá nhiều Kế tiếp chúng ta nhìn vào cái ví thứ nhì, trước đây chúng ta nhìn vào thì cũng khoảng là 9.412 đồng BTC. Các bạn nhìn vào lịch sử ví này thì các bạn thấy được là thường thì mua rất nhiều đồng Bitcoin. Các bạn thấy là hồi tháng 11 đã mua khá nhiều đồng Bitcoin nhưng mà đã ngưng ngày 23 tây tháng 11 lần cuối cùng là mua 564 đồng BTC và ví thứ ba chúng ta nói tới thì cũng tương tự như là trước đây có khoảng chừng là 9.260 đồng BTC thì cái ví này là đã mua cái tay khá lâu là năm 2010 và sau đó đã không tiếp tục mua nữa và giữ cho tới bây giờ và trong năm cái ví mà chúng ta đã nói tới trước đây thực ra chỉ có một cái ví duy nhất là bán đi hết tất cả đồng Bitcoin đó chính là cái ví mà các bạn nhìn thấy trên màn hình bây giờ là còn không đồng Bitcoin tổng cộng và các bạn thấy được là đã bán đi là hồi tháng 2 cái tay khoảng chừng 2 tuần Thực ra chúng ta nói bán đi nhưng mà chúng ta cũng chưa chắc là đã bán có thể là di chuyển tới cái ví chứa lạnh hay là một cái địa chỉ ví khác. Chúng ta cũng đã nói tới vấn đề này chi tiết ở trong video trước đây. Thì các bạn nghĩ sao về tài liệu chúng ta mới vừa nói tới trong thời gian 2 tháng mới đây thì đã có khá nhiều đồng Bitcoin được thu mua từ các công ty lớn và các nhà đầu tư lớn. Và đây là một dẫn chứng con số 150 triệu đồng BTC được thu mua trong vòng chỉ có 2 tháng là một con số không nhỏ. Các bạn nghĩ là ai đang mua và tin tức cuối cùng chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay đó chính là tin tức liên quan tới Facebook. Thì cách đây khoảng chỉ một tháng chúng ta cũng đã nghe được tin tức là công ty Facebook sẽ đưa ra một đồng ổn định. Và bây giờ chúng ta đã có thêm một số tài liệu liên quan đến công ty Facebook và cái đồng ổn định này. Tuy là bây giờ tài liệu cũng khá ít nhưng mà ít nhất chúng ta có thể biết được là trong vòng 6 tháng đầu năm 2019 Facebook là sẽ có ý định tung ra đồng ổn định này. Và đồng ổn định này các bạn cũng đã biết là sẽ được xài ở trên các dịch vụ của Facebook như là dịch vụ WhatsApp. Và đương nhiên sau này sẽ có một số dịch vụ khác sử dụng đồng Facebook này Nhưng mà một điều mà các bạn thấy được là trong thời gian gần đây công ty Facebook đã bắt đầu mướn khá nhiều người liên quan tới blockchain và hiện bây giờ là đang kiếm thêm 20 người nữa tham gia vào đội blockchain của công ty Facebook hiện bây giờ là đội blockchain của công ty Facebook là có là khoảng 50 kỹ sư tổng cộng cho các bạn thấy được là công ty Facebook sẽ tiếp tục tiến tới để mà đưa ra tiền kỹ thuật số riêng của mình và các bạn có nói biết là công ty Facebook là một công ty mà có 2,5 tỷ người sử dụng dịch vụ của Facebook Thì đây là tất cả những tài liệu mình thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này Các bạn đừng quên nhấn cái nút like Và những bạn nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình YouTube này Để nhận được những thông tin mới nhất Và những bạn nào mà có nhu cầu liên hệ với Thuận Capital hay cần link các sàn giao dịch hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số thì tất cả các link chính thức sẽ nằm ở phía dưới cái video này tạm biệt các bạn